Địch mến nghĩa là chào quý ông bà, quý vị, chú bác, anh chị em gần xa nha, trên khắp miền đất nước nha. Chúc cả nhà ngày mới luôn luôn có sức khỏe dồi dào nha. Chúc các anh em đồng nghiệp đi săn ong đồ có nhiều thành quả nha. Hôm nay Điệp cũng đang ở nhà. Mà chấm lương thì bên Điệp cũng có bán chấm lương nha. Đây, mật ong ở đây là 6 ngày vợ đi giao nè nha. Những cái đơn hàng mà bột như gì nè, nó còn nằm ở trong này đây. Đó. Đi vô bọc như gì nè. Là đóng gói thì ở bên Điệp á là cũng có mật ong, là chai này là chai nửa lít nha. Điệp dơ nó hồi tối quá. Đó, bên đây là chai nửa lít, còn chai này là chai bự hơn, là chai mòn nó 1 lít. Thì Điệp không có nói giá trên kênh nha. Nếu Điệp nói giá là sẽ đụng chạm ngoài thị trường nha, nên vì vậy mà Điệp không có nói giá nha. Thì cô dì chú bác anh chị em nào có nhu cầu mà ủng hộ mặt hàng bên Điệp như là chấm lương, hay là mỡ chăn, hay là rượu ong vừa vẻ, hay là mật ong gừng thiên nhiên nguyên chất này á, thì xin liên hệ trên góc phải video màn hình của Điệp nha. Có số điện thoại của Điệp là 0908 765 334. Thì bên Điệp á, là mặt hàng cũng có thương hiệu kênh YouTube nha, và cũng có dán là tem nha. Tem này là tem chống hàng giả nha, với gọi là tem bể đó. Nếu mà có người cháo đổi là dặn ra là nó sẽ bị gách cái thằng tem này đây đó. Thì hôm nay bên Điệp á, cũng có đi giao mà mật ong nè. Còn ở đây là mật ong cục nha. Thì cô dì chú bác anh chị em nào mà có nhu cầu mà mua mật ong ký á, thì tùy theo cái tổ được cắt xuống tổ, khi 7-8 kg, 3-4 kg, 2-3 kg, 1 kg, hay là ký ngoài vài trăm gram nó cũng có nữa. Thì so cái số ký này thì Điệp muốn mua nguyên trong cái bầu gì đây á, thì cũng xin liên hệ trên góc phải nha. Thì bên Điệp sẽ tư vấn và nói mật ong là cái số ký, là mật ong còn nằm trong cái bầu mặt. Còn mật ong lít á, thì Điệp cũng có đi vô chai đó. Dính cái bọc đây. Tại Điệp đứng ở trong nhà nó hôi tối nha, chứ mà ông thì nó cũng vẳng vàng lắm. Điệp đứng ở trong nhà nó ấy rồi đó. Bây giờ vợ Điệp là người đi giao hàng nó nha, cả nha. Rồi giờ Điệp mời cả nhà nha, cùng đồng hành với Điệp nha. Thì hôm nay Điệp đi qua Vĩnh Long bắt ông đây đó. Thì coi thành quả làm sao đây. Ở nhà nhớ để lại dưới video bình luận cho Điệp nha. Đó, thì bên Điệp á, thì anh em nào có nhu cầu mua, cô dì chú bác anh chị em nào có nhu cầu mua thì xin liên hệ với Điệp nha. Điệp cảm ơn cả nhà trong thời gian qua đã cùng đồng hành và bỏ chút thời gian quý báu xem clip và ủng hộ kênh nha. Để Điệp lên đường nha, còn đi bắt ông nữa cả nhà, qua bên Vĩnh Long. Rồi bây giờ không đứng ở đây coi hả? Sợ. Đứng ở đây coi. Được không? Được, đứng lên kia con bắt không được, đứng gần không được. Anh ngồi như bên bển kìa. Ngồi bển được. Kiếm vàng quá trời, kiếm vàng cái nè. Rồi Điệp mới qua bên Vĩnh Long nè. Điệp leo cái cây này, gọi chắc gọi là cái cây săn máu gì quá, con đóng cao dữ lắm nha. Mà qua đây nghe mấy con ve kêu mệt quá, đóng cao trên đó đó, khó thấy lắm. Ông này được thấy cũng mặt cũng không có được nhiều, kiếm vàng cái nào cũng bệnh luôn ạ. À, tới đó đi Điệp đốt. Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật. Cái mặt này vô đội cho con nghe được mạnh tay khỏe chứ. Điệp lấy đường cây nhỏ nè, đường qua cây lớn. Xuống máy đang chạy mấy con ve kêu mệt thiệt chứ. Lớn quá luôn, quá trời lớn à. Sắp tới tổ ong. Đốt cái. Ong cũng nhỏ nha. Mà thấy ghê quá.
ở gì rồi lên cả nhà. Này bắt có 2-3 tổ gì đó nghe, đang nghe cá nha. Đây qua bên Vĩnh Long xào xong chuyến đẹp đi á, con ghe siêu quá. Đấy thì có mặt đây. Đấy tụi ông ơi, cho mày cái khối nó không chỉ cháy nữa. Ghe kêu quá, kêu lớn á. Wow, tụi ông kêu lớn dữ lắm á cả nha. Chính đường lịch quen tới cho nhà xem cái. Lớn. Bự quá. Má nó bị gì mà kì quá. Rồi, để cho khói vô cái này. Đi lên cao tí xíu. Khoảng nửa lít mặt dưới ba chỉ à. Ông bà cho xin một miếng mặt. Ây da, quýnh cái giò. Ây da. Thì ơi. Quýnh quá vậy. Con xin một cái nhánh này kìa, trong trống này. Cho cô gì chú bác anh chị xem. Cũng được. Do bị sâu. Cũng được cả nhà. Nó khói ăn. Quá khói rồi. Gà quýnh ngọng quýnh người ta em thứ gì chị nói không quýnh đang còn nữa. Khối cái này mà còn quýnh á, khối ít không biết cái nào nữa. Phải được cắt nữa nhỉ. Khói quá. Rút kim luôn. Mệt. Ảnh xin miếng tàn, ảnh ngâm rượu điệp xả cái tàn này cho nó rớt xuống luôn. Hồi cho anh lụm ảnh ngâm rượu nha. Ây da, quýnh giò à. Ừ, cũng được, nặng ít ta. Cần vô à. Mình có sâu. Cục sâu.
ông là quýnh nhất ta. Mặt cái đá cũng được, còn do mặt nước im lết tay nha. Lết mặt hơi xuống nha. Đã. Nè có cây khối nè, anh đi lại đi là anh lụm cái cây khối đó, đó là ong nó rút đi chân. Ong này quýnh nhất quá, quýnh có mấy mũi mà nhất chân hả? Sao vậy? Ông gừng anh dục cho anh lụm cái nhộng này mà anh không dám lụm ở đây em ấy. Dạ. Không sao đâu, có cây khối rồi. Anh đi lại đây đại đi, anh đi đi. Không sao đâu. Uống 1 2 mũi mình trị bệnh chứ có gì. Nè lại coi đại đi. Không sao đâu. Lại đi. Có gì đâu. Sợ cái gì á? Lại đại đi, trời có em đây mà, có khối mà. Sao đâu. Đấy nha. Mặt đẹp lắm, lít. Anh ngồi dưới gió nè, anh ngồi dưới đây nè, nó có cây khối, nó không có quýnh. Còn anh ngồi trên đó là nó không có khối. Nè ngồi đây nè, ngồi bên đây nè. Quá. Được rồi. Sao ạ? Anh sợ quất lắm. Anh sợ quất là anh phải ngồi ở dưới cái cây khối. Ừ, anh ngồi chăng đo chỗ đó đó, nó mới không sao. Sao ạ? Bự con mà sợ hả? Hả? Kìa, lại ông kìa. Ê, nó quýnh đi vợ kìa. Không sao đâu. Đó, rồi anh lấy cái bọc này. Nè, em trai cầm này anh cái ơi. Cầm này cái này, em lấy cái bọc này cho anh bỏ mấy cái bịch nhộng nó vô đó về anh cái ấy. Là mình ngâm rượu được á nè. Đúng rồi. Anh có lấy cái này không? Không, em không lấy. Trời ơi. Đâu quýnh quýnh bọng vậy mà sợ. Trời ơi trời, cái cây kim của anh chà bá lửa luôn, người ta là không sợ mà cái cây kim ngông chút xíu mà anh sợ gì? Hả? Em trai cầm vậy 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 lên cái cây. Ừ, mà mặt ra nè. Cũng được cả cái lít. Đó. Ảnh cục điệp 1 cục nha. Đó. Đúng không? Rồi. Mình quay chia sẻ lên cho cả nhà xem hả? Ừ, cả nhà xem đi. Ờ, tại vì Điệp up máy rồi đó cả nhà. Nhưng mà Điệp nhận comment trong thời gian qua, anh em kêu quay cảnh chia mặt đồ luôn. Thì đó, thì em cũng quay luôn á. Thì Điệp cắt đi ra nè, con dao còn nè, Điệp cắt một cục rồi ảnh một cục đó, nó dính bọc nhộng đó. Là ngon lành cả nhà. Rồi, anh bye bye cả nhà luôn đi. Bye. Anh nhìn đi nè, mới nhìn đi bye bye thì trời mắc cỡ gì không biết nữa. Bye bye cả nhà. Rồi đó, rồi giờ Điệp đi tiếp theo nha. Điệp đi tiếp theo, Điệp quay cho nhà xem ha. Điệp cũng mới đến đây nè, họ bắt tổ thứ hai đó rồi. Đóng cái bàn gai hả chú? Ừ. Đóng cái bàn gai. Dạ được. Gai không à. Ở đây thì nó gai này chứ lên trên là gai cái nút bự nó đi hơn nữa. Gai không à. Đóng cái bàn gai cái nha. Cái này dây chạy xước vào cắn lại chân dữ ạ. Điệp zoom lên cái cho anh em xem. Cái ông này nó chấm dâu vô. Đợi vô. Cái ông Điệp thấy có đầu, cái đầu mặt đó cả nhà. Nó chạy kèo đi vô một khúc đi luôn rồi. Cái ông này chắc gọc dĩ đi luôn rồi cả nhà ơi. Nó bự lắm. Đóng cái bàn gai mới ác vậy. Rồi, Điệp chuẩn bị đồ nghề Điệp lên đây. Đó, giờ ảnh hỗ trợ gì nè.
nó có xuống anh chùm đầu nha. Rồi. Anh tên gì? Tên Lâm, em tên Lâm. À vậy hả? Chào khán giả luôn. Rồi chào mọi người nha. Mọi người nhớ share like ủng hộ anh Điệp nha. Nhìn thấy ảnh giờ đẹp trai lắm mà hồi ông nó xuống không biết có còn đẹp trai nữa rồi nữa không nha cả nhà. Để hồi đi rồi biết. Cái này Điệp mang cái đôi giày giày đinh nha, Điệp leo. Nãy Điệp cũng có xử lý mấy con ông vú bò. Không biết có còn nào, còn. Còn con cả nhà ơi. Ủa ông vú bò. Để được cho con ông vú bò này nó bay đi ra ca một cái đi. Mệt quá. Ủa ông vú bò nữa nha. Cho bay ra cái Điệp lên. Nãy 5-6 con nữa. Điệp làm bay đi hết rồi. Giờ còn con đốt dưới này đốt lên luôn. Đây có ông vú bò. U con ông vú bò nó bay lại nữa kìa. Chơi luôn. Ông vú bò lụm bay nữa trời ơi. Ôi cái cây nó cứng gỡ ổ luôn cả nhà. Không quay được con ong cái nhà xem à. Cái bên gọi tắt luôn. Ôi. Đi tính ta. Ông luôn leo cày nó cực cả nhà ơi. Ui ui tôi ông lớn kìa. Hết biết tôi ông lớn à, khủng lắm nha. Hỏi cái đít của Điệp ăn trăng đây nè. Cũng hơi khó nè. Ui ui. Cái cây này bị gãy nữa trời. Ui hàng. Ui. Chỗ này Điệp gọc đổ nha. Ủ quá. Không thể nào dưỡng được. Quá trời tổ ong rồi.
kiếm đường máng kìa gọi. Có cắt quá, nó là cây nhựa bự quá. Thì có đem dây, dây an toàn nữa. Ông với bà quý quýnh ghê lắm. Quay được cái nhà xem luôn. Nó quá quýnh. Khối mà nó cháy dữ á thì gặp tổ ong hiền, mà cái cây khối mà nó không chịu cháy á thì gặp tổ ong dữ. Đây nãy giờ đẹp chưa, có lột cho cả nhà xem nữa. Con mặt bự lắm nha, lắm bự luôn, thì không có chồm tay được nè. Hết tiếc luôn. Lắm bự luôn, gán giới điệp điệp chồm luôn, quay luôn. Bây giờ chú bác để cho đẹp xin một like nha. Quýnh nhiều quýnh, điệp nằm lên cái cây luôn. Ây da, quýnh tay. Quá cả nhà ơi, mặt nè chưa có hết nữa nè. Con mặt anh nó ném gì khủng rồi đấy nè. Vậy hết ha, hết kèo luôn. Ui da, được cắt cả nhà ơi. Con già quýnh đau quá. Cái ông này đáng lý ra lãi nha, tại vì cắt một cái luôn cho nó đi. Ủa gì rớt cái mương luôn rồi, ủa quá. Bây giờ quýnh quá. Động tài nữa. Con này hết dám cắt mặt được, được luôn à. Cắt bao nhiêu rồi, để cắt. Biết sao giờ quýnh quá quýnh này, không nổi. Mang bao tay mà giờ cứng tay chứ, cắt không được luôn nha. Con đi
trời, cắt đu cắt không được trời. Thiệt tình lắm. Ác thiệt chứ. Vô đừng gắt bọc được. Ôi ấy à, tắm đầu trời, ôi ôi mặt cả nhà ơi, ấy à quấn nữa. Đi cái thế gà trời. Thì kinh lắm. Ây da. Mệt. Quýnh nhiều quýnh đi. Mà nó hơi khô chút á. Nó mà không có khô cái ha. Bạo cho nổi luôn. Ây ơi. Để trong lúc dầu sôi lửa bỏng gấp mà móc cái bọc kia nó ra cái bọc này. Rớt nè. Rồi đó. Cắt cái cục này nữa nè. Khó gì đâu trời. Nè cả nhà coi nè, điệp ở trên này nè. Nó không có thế cắt á. Nó xà quằn á. Lâu bà cố nội đi. Muốn cắt cho nó mau xuống lắm chứ. Ở đây nó cũng biết tôi muốn khùng chúng ta biến luôn á. Thì nó hết. Quay cái nhà không thấy gõ rồi. Vô cái gì em ơi, gọi gọi cắt lẹ làng xuống ông nè, ông bà vô đây nhiêu vô đi họ bư ra rồi đó. Ôi còn đây nhiêu nè. Còn lại nhiều lắm nè. Đợi nó. Để cho ông với bà ăn. Nhát đi vô lùm đi. Rồi đó. Cào kèo sạch sạch cái năm 21 về. Quá đã. Xuống dưới rồi chỉnh ong sao đi. Chứ giờ hết chỉnh nổi rồi. Quýnh quá quýnh rồi. Cái bỏ cục ong vô cái bọc thứ hai mà còn bỏ không được nữa nè. Bây giờ quýnh nữa nè.
Ây da, trời ơi, trời đất, muốn vớt vớt đi, mệt quá mệt rồi. Lấy những giọt ông ngọt mệt nó khó bà cố luôn, nó vừa nặng nữa, nó vừa ba bị ba cái gai này nữa, sống gì nổi không trời. Nặng quá cả nhà. Mệt. Kiệt sức kìa. Có con chú bò dưới này nè. Trời ơi dây nhở. Nó quấn đất nữa. Có con dưới bò. Hơi ơi. Nó cực. Thấy như vậy cơ nha. Mà đeo nó khó. Ây. Quá. Quẩy này nó bệnh nó muốn khùng luôn. Ây da. Hết. Hết cơm ha. Hết gạo. Chỗ này miếng lý cắt dưỡng được nha. Mà được không cắt được. Xuống cái góc một cái nó mệt mình khùng luôn. Cái mà hồi nó xước vô tay chảy máu bây giờ. À, đến bờ đi. Thấy bà nội. Ây da. À. Cho nó gáo nước đi. Ây ơi. Giờ điệp mệt lắm rồi. Không có thằng đệ đi theo phụ tức thiệt chứ. Toàn là nhọn nhiều người lắm. Không có người nào biết leo hết trơn. Cũng như không. Ây da. Quá trời mệt rồi. Ây da. Ông có quýnh một thằng khối ngợp với một thằng nữa. Lâu. Đâu uống nước lên. Dạ. Anh dạ. Đá nè. Anh lấy cái này nè. Cái khối lên cho anh hồi. Ông nó rút lại á. Dạ. Rồi đi. Chà đá nè. Ui dù. Má ơi nó mệt. Hả? Mấy cháu rồi chạy luôn. Có không? Ây da. Mở mà không biết đường mở luôn á. Thích nước của anh á hả? Ui trà đá cả nhà ơi. Mời cả nhà nha. Trời nó hơi tối quá. Quá quýnh à. Quýnh à. Mấy cây con tay kim lự hết. Ừ,
dịp cởi cởi đồ ra xong xuôi cho người quay tiếp cho nhà xem. Chai chai nước xong rồi cả nhà ơi. Mặt mày giờ nó hết đỏ rồi, nãy em xuống mặt mày đỏ đúng không? Giờ tỉnh rồi đó. Tỉnh rồi đó. Nãy giờ chết rồi. Mới nãy như thằng chết rồi luôn á luôn á nha. Xuống bơ phờ. Thối á với ông quýnh á. Đây đây đẹp quay một cái cho cả nhà xem nè nha. Nên là cái này là sự thử thật nha nha. Đây. Không biết cả nhà có thấy không à, cái này là mũi kim nè anh gột. Đây để đẹp rút một cái cho cả nhà xem là mà nó quýnh ngay chân chỗ này cũng hên nè. À. Mà không biết nó có nó không biết nó có chúng đi vô trong nó đâu mà. Kim ngắn chỗ không tới. À kim ngắn chỗ không tới hả? Kim dài với mình, cái kim dài thứ mình mới nó mới chỗ nó mới tới hả? Kim dài chỗ mới tới. Cô đứng đó cô cười. Đây nè, đây cái nhà đây đẹp rút một cái cho cả nhà xem nè nha. Rồi, cây này là cái cây kim này nha. Đó. Nè. Cây kim nha. Ừ. Dữ lắm, quýnh đều hết nó trơn nè. Đó. Mà cái giò của em nè, bởi vì em nói ong ở bên đây nó ngộ quá, nó quýnh cái là tím, quýnh tím nè cái kim nè. Nè nha. Đó. Cái này là cái dấu ong quýnh nè. Tai nè, tím ha nó trơn nè, cái ngón út nè. Đó, vậy đó. Quýnh sưng ha nó trơn rồi. Rồi nói lấy những rồi anh em mình đem vô trong cái, mình quay cái cho cả nhà xem cái đi, mình đi ra này, em ra này em gom đồ. Đồ được còn để đây đi. Hả? Nặng hả? Có cây căng luôn. Cây căng này chắc còn căng được nó hả cô? Cây căng còn căng được hả? Ừ. Dạ vậy à. Trời ơi. Giờ này cho sáng con cái nha nhà ơi. Ờ quên nói cái tổ. Cái tổ ông nãy được bắt đây. Rồi ok. Còn tổ ong còn cái nãy cục mặt được để ở ngoài cái bị rồi, chưa có lấy đi vô nữa. Chú lại chú lấy chú căng giùm con cái chú để lên con căng thử coi. Lấy mặt ra căng. Lấy mặt ra mình căng á. Chú hiền. Chú căng thử coi được nhiêu ký rồi á. À mình căng ra được nhiêu ký á. Ở già nó quýnh cái mũi vô giò nhất quá. À cái là 600 gram phải không? Rồi bây giờ 600 gram cái này là 3 600 gram mà chữ này là 3 3 cái 4 là còn nhiêu anh? Thì cộng lên để dùng lên đi. Không, nó không hết, cái cục đó nó bự lắm. Từ 600 gram thì còn 28. Trời ơi. Còn đó. Đó kìa cục mà ông cả nhà. Cục ông này chắc không hết. Ô quắc rồi. Có không có căn bự. Xuống thử cắn. Có. Xuống thử cắn. Có. Hư quắc rồi. Nó chú để đi đi như 5 cân ký đi. Không. Chú để lên coi. Ồ quắc luôn hả? Quắc được trừ bọc cũng còn là 5 kg thôi. Đó. Cũng còn 5 kg. Rồi chú để vô thao đi chú. 2 kg. 28 là 78. 78 hả? Ừ. Nãy 28. 28 trừ thao chưa? Đúng rồi. Trừ rồi. Nè, 28 này nha. Đây. Chùi sáng nha. Đó cái này là 3 kg, 2 kg 9, 2 kg 8. 28 đúng rồi. 2 kg 8 dưới 5 kg hả? Trời ơi. 7 kg mấy? 7 kg 8 chứ. Phải không? 78. Có cái cục mà ông này nè cả nhà ơi. Hết biết đi luôn rồi còn ông. Ông lúc nào nó hơn tí không? Không, cái này nếu cục mặt ông chấm vôi này á, thường á là của con á là con bắt á là mặt nước á là 1 kg 6 là mình dắt ra là được 1 kg 4 nước, còn 200 gram sáp mình bỏ. Đó, còn mà nêu mà mặt nước nha, còn như mặt này á là nó khoảng cả ký 7 hoặc ký 8 nè. Tại vì mặt chấm vôi cái sáp của nó dày. Nó khoảng như 1 kg 8. Anh như anh tính như 1 kg 8 là 1 lít đi là nó bao nhiêu ta? 1 kg 8 1 lít. 1 kg 8 1 lít hay bao nhiêu? 1 kg 8 lít mà cái này là 7 kg 8. 7 kg 8 mình chia ra 1 kg 8 đi. Là nó ra nhiêu mà lít mặt à? À. Nhiều chiếu chính 7 kg 8 chia 1 kg 8. Tại vì mặt này sắp nó ra là 4 lít mấy. Ủa 4 lít 3. Như mình tính là 4 lít mặt thôi. Quá wow, trời cùng ông à. Bự cái nhà ơi. Khoảng 2 lít rồi nó dạ. Tao gấp đôi rồi. Ôi cùng ông bự. Mà mặt thì đỏ lắm đây nha. Tại vì đẹp có tay à. Không có quay được. Quá wow, trời cùng ông chấm vô đã thiệt chứ. Vậy là nó là im. Rồi cái này là chú cháu mình chia ha. Hả? À,
thầy biết con với Lâm đi chứ chú không có ý kiến trong này. Sao kỳ vậy? Thì anh tính sao chứ ổng cũng được chân á. À. Như thì thôi chia đôi với anh Điệp luôn đi chú ơi. À chia đôi đi. Hay hay là chú cho con hết, thôi là chú cho con hết, con ở đây đây luôn à. Thôi cái này là Điệp cũng bắt cũng chia với chú nha nha. Tại có máy cam của Điệp sao nó bị mờ rồi. Cái máy cam nó bị mấy ngông quýnh rồi. Nó nọc mờ cho sáng một xíu rồi. Hả? Cái lên. Máy. Điệp gửi lời chia ăn chúc đến quý ông bà cô dì chú bác anh chị em gần xa trên khắp mọi miền đất nước nha. Thì con buổi tối xong clip của Điệp luôn giải hạnh phúc yêu thương trong cuộc sống. Thì cô dì chú bác anh chị em có nhu cầu á mua mật ong hay là chấm lương mở chăn hay là của ông vẽ thì xin liên hệ trên có phải video màn hình của Điệp, có số điện thoại của Điệp là 0908 765 334. Và Điệp mến chào cả nhà nha. Thì mới nãy còn tổ ong Điệp bắt ở quầy ở còn bỏ quầy cái bị kìa, mà Điệp chưa có lấy vô nãy bắt cùng ông cũng được lít mà chia ra cũng được nửa lít mặt. Và Điệp bye bye cả nhà nha. Điệp chào cô dì chú bác. Anh về rồi, anh hốt bỏ ông anh chú Chín nè, chúc anh về. Rồi gục bye bye cả nhà anh gục. Rồi bye bye, chúc anh nhà nhiều sức khỏe nha. Với chú. Rồi đây, like xe ủng hộ anh Điệp nha. Rồi em cảm ơn anh gục. Chú bye bye cả nhà chú. Rồi bye bye cả nhà nha. Cười đây, hài đây. Thím chạy hả? Thím bye bye cả nhà thím ơi. Thím chạy rồi cả nhà. Rồi, cái này là cũng ngon nha nha. Điệp lụm ong đồ gan cái rồi cắt căn ký chia với chú một cái. Rồi giờ Điệp ấp máy đây.